Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nén file PDF Giả sử như ở đây, tôi có 4 file PDF Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nén 4 file PDF này Đầu tiên á tôi sẽ tiến hành là tạo cho nó một cái thư mục Bằng cách là tôi sẽ bấm phải chuột Vào New, chọn vào folder Rồi tiếp theo tôi sẽ tiến hành là đặt tên cho thư mục Giả sử như ở đây, tôi sẽ đặt tên cho thư mục là tài liệu PDF rồi sau khi tôi đã đặt tên cho thư mục rồi á Bây giờ tôi sẽ tiến hành là Copy 4 file PDF này Vào trong thư mục có tên là Tài liệu PDF Ở đây tôi sẽ tiến hành là Giữ phím Ctrl Sau đó tôi lần lượt tích vào từng file Để tôi quét chọn đó, Như vậy là tôi đã quét chọn được 4 file PDF Tiếp theo tôi sẽ bấm tờ phím là Ctrl C để tôi copy Sau đó tôi sẽ vào thư mục có tên là Tài liệu PDF Tôi bấm vào Bây giờ tôi sẽ tiến hành là Bấm tổ phím Ctrl V để tôi dán ra bốn file PDF tôi bấm tổ phím kênh trên V thì lúc này á tôi đã dán được bốn file PDF rồi sau khi tôi đã tạo được một cái thư mục có tên là tài liệu PDF bây giờ tôi sẽ tiến hành là nén cái thư mục này bằng cách là tôi sẽ bấm phải chuột tôi chọn vào mục là Eto tài liệu PDF chấm ra này nếu mà các bạn chúng ta muốn nén với cái đuôi là ra thì các bạn chúng ta sẽ chọn là Eto cái tên tài liệu của bạn và đuôi là ra đó thì nó sẽ nén bốn file pdf vào trong cái file nén này đó là cách đầu tiên bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai để các bạn có thể là nén các file pdf rồi bây giờ tôi sẽ bấm giữ phím control sau đó tôi lần lượt tích vào từng file này tiếp theo tôi sẽ bấm phải chuột vào một file pdf bất kỳ ở đây tôi sẽ chọn một là s bây giờ tôi sẽ tiến hành là đặt tên cho cái file nén ở một là Name này Giả sử như đây tôi sẽ đặt tên là tài liệu BDF 123. Rồi ở đây định dạng đuôi á, các bạn có thể là chọn đuôi ra hoặc là đuôi zip nha. Ở đây tôi sẽ chọn vào đuôi ra này. Tôi bấm vào OK. Thì lúc này á, tôi cũng nén bốn file PDF thành một cái file duy nhất. Rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn đọc file á, thì các bạn chúng ta sẽ tiến hành là giải nén file ra chọn vào bấm phải chuột tiếp theo các bạn có thể là chọn vào attach file hoặc là attach here đều được nha ở đây tôi sẽ tiến hành là giải nén file theo kiểu attach file này chọn vào bấm vào ok đây là cái file mà tôi vừa giải nén bây giờ tôi sẽ chọn vào này thì lúc này á nó sẽ chứa bốn file pdf và lúc đầu tôi vừa nén như vậy là trong video này tôi vừa hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể là nén file pdf nếu thấy video hay hiểu hết á thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi